mẹ dạy dạy. Đàn ông như một tách trà, đậm đà thì uống, nhạt nhòa thì đổi rượu em ơi. Lên lại lên lại lên lại lên lên lại 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 lên phòng VIP không ra không kịp. Ơi ghê quá rồi. Lanh quá mà. Con sợ người ta bắt bẻ chứ không phải sợ đàn mình. Thực ra là câu nói câu quay lại mới hay. Thấy không? Cảm ơn các bạn đã quay lại chương trình Trí Khôn Ta Đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Trí Khôn Ta Đây. Ta kìa. Mày không làm là mày để nó biết không là một lát nó quậy đó. Cảm ơn Hồ Ích Trâm, Chí Khôn Ta Đây.
để coi thử là dạ, món sinh tố này có được anh Minh Tiến khen tặng không ha. Rồi mình nêm thử nha mọi người, mình làm cái gì mình phải nêm thử nha. Hơi chua. Sinh tố gì mà chưa cháo bí đỏ vậy? Anh ơi, anh thích ăn chua hay ngọt? Ngọt đi. Ngọt thì ngọt thì mình sẽ cho thêm một miếng đường nha mọi người. Trong có đem đường theo luôn. Đường có đường luôn. Đường đâu rồi? Đây. Đây là bịch đường mà ở nhà đem theo. Bịch đường ở nhà đem theo còn bao nhiêu đem theo luôn. Mình cho một xíu đường vô nữa nha. Tại vì anh Tông Tiến thích ăn ngọt á, chứ thật ra thì Trâm đang giảm cân. Đâu có ăn chua mà. Hả? Chua hả? Ăn chua hả? Ăn chua hả? Ừ. Sao em nghe ngọt là em bỏ đường vô rồi. Bữa trưa ăn bữa chua cũng nghe câu đó. Chưa rồi. Chết rồi, giờ thôi em bỏ con xíu không sao rồi. Ăn chanh vô đi. Anh nghĩ sao xin tốt ăn chanh. Không, trời ơi, chú ca ăn chanh gì nè. Bỏ cái chanh này vô hả? Rồi, mình xay nha. Rồi sau đó là mình sẽ lấy ra. Lần này thì nó vừa rồi đó. Rồi mình chế ra cho anh Bông Tiến một nửa nè. Ủa không ai mà xay xong mới bỏ đá vô sao vậy á? Mình xay nhuyễn ra mình mới bỏ đá anh ơi. Em thích. Rồi sau đó mình sẽ bỏ đá vô nha mọi người. Ủa có xay nữa không? Mình phải xay chứ. Mình bỏ đá vô tiếp này nha mọi người. Mình bỏ đá vô. Còn cái ly của mình là phải đổ đá vô luôn. Không. Mình lắc đều lên. Và sau đó mình cho vô cái máy. Rất là đơn giản luôn. Xay. Mình sẽ xay nhuyễn đá ra. Cái máy. Cái máy rồi. Đá. Máy như kiểu máy trộn á, máy trộn xi măng với sỏi á. Về lót thất bại. Không có thất bại đâu ngon á. Đây. Ủa em làm xin tối cho mọi người uống mà làm cái gì mà hết quở là cái máy em nó hư này nọ kia vậy. Sao mà hư được? Nên cái tối rồi người ta bán có 10 ngàn à. Ủa ngoài hóc môn bán có 10 ngàn làm cực ghê. Ai nói gì nói em vẫn làm cho anh uống anh yên tâm đi. Rồi xong. Xong bây rồi, giờ mình xong sẽ... Đá nó vừa vừa thôi anh đòi nát rồi nhuyễn ra. Rồi sao nó làm được nữa. Rồi sau đó là bắt đầu lắp. Rồi thấy luồn qua nước cho thôi. Giờ bước luồn ở đây. Em quên mất rồi. Xong rồi em bị quên á, nhiều khi mình bị quên á. Nghe cái đá sột sột luôn á. Cái muỗng này muỗng nãy anh nêm nè, nhưng mà lại có một cái muỗng nè. Vâng. Đi đâu cho thiếp theo cùng. Sao ai cũng bỏ chạy còn có mình tôi đứng đây vậy giờ. Em tặng anh Bông Tiến. Rất là sạch sẽ, rất là thơm ngon bổ dưỡng. Cái máy tinh tế lắm mọi người, nó quay còn cục đá bự cho bá luôn y chang. Sau này em mở một cái tiệm. Mở mấy bia ôm. Bia ôm thì liên quan gì tới sinh tố. Bia ôm mấy sinh tố được mà. Người ta sinh vô. Ôm. Sinh tố ôm. Rồi. Ngon anh. Màu vàng nó hợp với áo em luôn rồi. Ê dạ. Ngon chứ. Ngon rồi mặc kỳ vậy. Không mà ngon thiệt mà đúng không? Sinh tố xoài phải không? Nó có mùi xoài này hay ghê. Trời ơi, sinh tố xoài phải có mùi xoài chứ. Nói chuyện ngon không? Nó lạnh lạnh là chắc là có đá. Muốn đi cái này em tặng anh á. Chỉ đặc biệt Bông Tiến có thôi đó mọi người. Nó cũng kiểu hơi dở, chắc là do trái xoài. Không phải là do người làm, do trái xoài nó dở cho nên cái sinh tố nó dở. Ngon. Cắn cái đòn đó làm lại. Ngon. Chán ghê luôn á, làm cho ổng ăn mà ổng kêu dở kêu bọn ngon, ơi thất bại rồi, ngon. Chán quá. Nhưng thất bại là mẹ của thành công. Sau khi thất bại ly của con Tiến thì mình tiếp tục mình làm cái ly của mình. Thất bại là mẹ của thành công mà. Bây giờ mình làm cái ly của mình nha mọi người. Đó, cái này cục đá bự quá nè, không vô được nè. Bao nhiêu cái tinh túy, bao nhiêu cái ngon là mình cho anh Bông Tím hết rồi. Nhưng mà ảnh lại bảo là dở. Ngon. Mình quá buồn. Mình lại đi tìm đá. Cái này rất là tiện luôn. Nói chung là muốn uống sinh tố là chỉ việc là bỏ vô là mình xay thôi.
Hơi lạc hả? Không, ý là nó bị lỏng. À, tại vì nãy em cho nhiều nhiều sữa tươi quá đó. À, tại vì em thích ăn lỏng á, cho nên em làm cho anh tặng cho người khác cũng lỏng như vậy á. Rồi, em. Sự nghiệp sau này máy sinh tố của em đã thành công rồi. Đúng rồi. Với một cái máy sinh tố ôm hoài. Thế là mình mài cái lưỡi dao lại cho nó bén hơn rồi. Nó mài tại vì đá nó bự quá này nó sẽ không được á. Cái lại xay lâu rồi nó sẽ nhuyễn. Đúng rồi, cái máy mình nó nhuyễn. Đây, bạn chơi của Ngọc Thanh. Rồi xong, xong mình đã có bài giờ chơi tối rồi. Tôi chơi thông minh lắm á. Chơi 10 câu là nhờ nhắc hết 3 câu. Cái ly này nó nhiều quá, thay uống bớt không? Dạ, khi nhắc 1 câu. Duy Ngọc, Duy Nhán Bolero. Duy Nhán Bolero. Cắt hết sụt nha mấy đứa. Đợt nào cũng tốt cắt hết. Rồi xong. Đơn giản nè. Cái này dễ rửa nữa mọi người. Cái này thật sự là em thấy nó rất là hữu ích nha, chứ không phải bán gì đâu mà em đi ăn nha. Cái đó rửa là nó sạch vậy hả? Trời ơi, rửa là nó sạch đó, cái nào rửa mà không sạch. Hay vậy trời, tự nhiên xay nó dơ mày rửa ra nó sạch. Xay nó hay hả? Ủa, ly sinh tố em đâu? Ê, nhiều khi cái xài nó còn sống ấy, nó chạy á. Hồi nãy làm cái xài nó chưa có chín, nó còn sống ấy, nó chạy mất. Ủa, sinh tố nó chạy qua đây vậy? Chạy qua đây á, chạy qua đây á. Chạy qua đây á, chạy qua. Đây là thành quả của Trâm nha, dạo này yêu thích màu vàng dễ sợ luôn á. Áo vàng rồi sinh tố cũng vàng luôn. Tội nghiệp quá, nãy mặc áo màu trắng xong xay sinh tố nó bị dính vô áo mà vàng kè luôn kìa. Em bắt đầu cảm thấy sợ hãi em muốn tiếp rồi. Không nghiêm rồi nè người. Cái nôn quá. Ngon không anh? Không cần quá, uống cái gì đâu, mua đi dùng sinh tố 10 ngày nó cũng chung ngon. Wow, rất là ngon nha. Ngon. Nó lỏng này thôi chứ đặc quá là thành cái gì rồi. Nó lỏng này do nước chứ không phải là do lỗi của người xay. Đúng không? Em không có chế nước vô mà em bỏ sữa tươi. Sữa tươi cũng nước không mà 95%. Uống vậy là không ăn cơm trưa luôn. Uống sinh tố là sinh tố có đường có sữa rồi, béo rồi. À, ngon quá anh ơi, anh Sơn ngon ngon quá anh ơi. Làm tôi ngang luôn vậy hả? Nhim. Nó sinh tố thật chứ không biết gì đâu. Em có ngon gì đâu. Ừ. Ủa, có ngon gì đâu luôn mà anh. Nhim. Kiểu như là người ta đưa mình uống thì không chê thì kỳ đúng không? Không nhau mà mấy. Thật không đâu có anh đâu có chê gì đâu anh. Ngon là ngon thiệt mà. Mát mát chứ. Một hồi nữa tôi dìm, ta nói tôi dìm cho biết, tôi không gợi ý. Nhưng mà phe tôi hai người là hai người có một người à? Hai người nhưng mà một hồi nữa em không gợi ý, cũng không trả lời để bố. Nhưng mà 2 đến 1 không chụp cũng què. Em chắc luôn. Không mấy câu thì coi là câu khó bộ. Dạ, hồi nãy em không gợi ý không trả lời được đâu. Người nhà em không à. Tay người nhà không à giờ. Ba là người ngoài đó. Là không cho em gợi ý mà em tự gợi ý luôn. Sao em lanh chứ? Em tài lanh á. Em tài lanh cho nên là toàn bị trừ tiền không à. Cũng kỳ người ta vậy, người ta giúp cái chương trình thôi. Giúp đỡ người nghèo khổ. Đúng rồi. Trời ơi. Thiệt luôn á, mà tự nhiên trừ tiền ta thấy tội ghê. Trừ tiền em. Ừ, trừ tiền em á thì thương em dùm thôi. Ừ. Nhưng mà đều thì về lại công ty thì cũng tốt. Đúng rồi. Nhưng mà chị không chết được đâu, người đông lắm. Ê, hay là cứ để cho nó chết đi để đẩy chương trình mình lên. Đẩy là để sắp xếp nó chết đi. Chị nè, em nói ra nghe, nó có những cái trường hợp xảy ra khi mà chị không biết chị xuống chết. Dưới mà nhiều khi chị chơi với cái gì mà em xin chết vậy. Thôi là phải sắp xếp một người chết. Chị chơi với đúng không? Thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là khi mà thấy chị chơi với là ekip sẽ nhảy xuống cứu chị liền. Còn trường hợp thứ hai là tưởng là chị đang diễn. Bỏ luôn. Tưởng chị chơi với cái xong rồi ở trên đây nói ủa bây giờ mình có nên xuống cứu không ta? Chắc là nó đang diễn á, để nó diễn đi. Bây giờ mình ngon nồng. Nói đây luôn là chị không bao giờ chuyển với cái cú đó. Cho nên mọi người thấy chớp đó là chạy xuống luôn. Chạy xuống liền nha. Thiệt á. Không, chị là Hà chị hợp lắm á. Chị nhảy xuống đó, chị ở dưới đó rồi chị bá luôn. Chị kỹ nước mà. Không, bạn nghèo à. Bạn chỉ kỹ nước, còn chỉ kỹ cá nữa. Cá nó cá chớp. Cá gì có cá.
chứ nó đánh đi chứ nó gì về trước em ơi. Ai lên sơn đâu? Quay xong rồi mà vẫn ở lại ăn cơm đoàn của đoàn. Đành hao tốn mất một phần cơm. Không phải ăn luôn á. Chưa ăn hả? Chưa ăn luôn á. Chưa nói gì. Ừ, bỏ đoạn đó. Thấy chưa? Bỏ đoạn đó. YouTuber mà mình cắt được mấy hồi ăn thôi. Biêu riếu. Mà quên cắt không ạ? Không quên sổ. Mới bị quên cắt quả gì? Quên cắt á, YouTuber up lên xong rồi quên cắt mấy cái đoạn mà nói chuyện ơi nè. Không, đoạn đó em không cắt đâu. Cái cảnh em rớt răng á mà nó còn quay từ đầu đến cuối luôn chứ được. Mới đây có món này chơi được không nha.